Hoàng Hoàng cho bóng điểm rơi tốt. Đó rồi không? À, những quả giật vào lưới và bàn liên tục. Các bạn thấy đấy, vận viên Thành thì giật liên tục, thủ công liên tục, Hoàng thì thủ liên tục, công thủ toàn diện. Tám sáu. Bảy tám. Tám đều. Tám chín. Chín đều. Điểm rơi rất là tốt, giật bóng tốt. Và chúng ta coi vận viên Hoàng giao bóng như thế nào trong hai quả này. Điểm rơi của vận viên Hoàng đánh rất là khéo, cho nên là vận viên Thành cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề mà di chuyển để giật. Vâng, và như vậy là vận viên Hoàng đã dẫn trước 2-0, đều tỷ số là 11-9. À, chúng ta thấy trận đấu rất là sôi nổi. Sau khi dẫn điểm liên tục thì vận viên Thành đã bị đỡ lại. Quy định trước là ban tổ chức không đền điện thoại cho vận viên hư điện thoại.
Minh Thần là bắt đầu dập tốt nhưng mà Hoàng nó chặn được. Bấy đều, Hoàng nó đã kiên trì và tiên và cân bằng được điểm số, bảy đều. À, đến với đấu trường Vũng Tàu thì các bạn thấy là không gì là không thể, bất cứ gì cũng có thể dùng để đánh bóng bàn được. Các bạn có thể xuống đây và đưa ra một cái sở trường của mình để tìm đối thủ thích hợp ở Vũng Tàu và giao lưu tại đấu trường. Cho Nguyễn Đức Thành, không biết là Nguyễn Đức Thành có tìm được một ván 19. Mười đều, hai quả dập phẩm liên tục. Trận đấu này chuẩn bị ván thứ tư tới. Vâng, các bạn thấy đấy, trận đấu rất là sôi nổi và hào hứng, rất sự ngạc nhiên của nhiều cổ động viên. Giật tốt của Nguyễn Đức Thành, các bạn thấy giật rất là tốt, lực rất là tốt. Một trận đấu rất là cân não, tưởng là không mệt nhưng mà mệt không tưởng. Oh!
mấy thể năm thể nó hay quá năm này bảo nó nhắn ba mà sao bảo giơ ngón tay ba ngón tay lần sáu chỉnh nào rồi rồi ha rồi xong chuyện ở đây giống như miếng gỗ, dịch gỗ vậy đó. À, 9-10 cho vận viên Vũ Việt Hoàng. À, 11-9 cho Nguyễn Đức Thần, cân bằng được 2 đều. Và chúng ta đang dẫn đến ván đấu thứ 5. Một trong những trận đấu lịch sử của hệ thống lôi đài và đấu trường của toàn quốc. À, chúng ta thấy là cần phát huy những cái trận đấu như thế này để thỏa sức sáng tạo của các vận động viên. Sau trận này sẽ đến trận của vận viên Tuấn Gai và vận động viên Đức Gai. Vâng, Tuấn Gai này là Tuấn Gai của Bình Tiên Cô chứ không phải Tuấn Gai câu lạc bộ Nam Tầng, các bạn lưu ý. Anh Tuấn Thịnh Đạt. Vận viên Thành đang nôn nóng tấn công quá, rất căng thẳng, số rất là đẹp, 2-3, 3-2. À, 4-3 cho vận viên Nguyễn Đức Thành. Một quả đưa giật đường thẳng chưa yên. Như các bạn thấy đổi bên, 5-3 Nguyễn Đức Thành. Năm cho Nguyễn Đức Thành. Hy vọng là một ngày nào đó anh An Đà Nẵng có ghé Vũng Tàu sẽ giao lưu với bạn Thành và bạn Hoàng.
hoặc là Thành Hoàng tất cả là vẫn sẽ giao lưu với anh em để mà cùng giao lưu thi đấu nội dung là không dùng bàn. Wow, một quả điểm rơi tốt của Vũ Ngọc Hoàng, đấu đều và cầu trường sôi nổi hẳn lên khi mà hiện nay là tỷ số là mãi lọc lọc mãi. Tuyệt phẩm điện thoại. Và trận đấu thứ hai sẽ xảy ra giữa vận viên Tuấn Hút nhưng